Công ty nhà đất Huyền Trân Thái xin chào cả nhà, em là Thu Nhiên. Thì hôm nay là em về khu phố 2, phường 3 của thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang quay giới thiệu cho cả nhà mình xem một miếng đất nền có diện tích là ngang 8, dài 30, đất cây lâu năm, thầy chủ kêu giá là 900 triệu, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Và đường trước đất của mình là đường ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là đi thoải mái luôn ha cả nhà. Cái con đường ở phía trước đất này hiện tại là em thấy đường khoảng 3,5m, 4m luôn, rất là rộng luôn ha. Từ cái vị trí đất này, cả nhà đi thẳng theo trục đường này khoảng 500m thôi là mình sẽ ra tới đường lộ nhựa tên là Cao Đăng Chiếm. Và từ cái vị trí đất mình, cả nhà đi tới trung tâm của thị xã Cai Lậy luôn, như là siêu thị cấp mắt nè, rồi trường học các cấp nè, ủy ban, trạm y tế, công an, nhà văn hóa đó. Thì trung bình cả nhà mình đi chỉ có 5 phút thôi, rất là gần luôn nha. Một lát nữa thì em mở định vị cho cả nhà cùng xem ha. Rồi thì lô đất mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cả nhà mình xem chính là cái lô đất ở vị trí này. Trên đất thì hiện tại em thấy đang có trồng chuối nè. Và diện tích bề ngang 8m, cả nhà sẽ được tính từ ngay chỗ vị trí cái cây trụ này. Mình sẽ đo ngược qua tới cái phần mà giáp ranh với nhà hàng xóm ở bên đây luôn là ngang 8. Chiều dài vô hết đất luôn là 30m nha cả nhà. 30 là tới cuối đất luôn. Thì ở phía trước đất là mặt tiền đường bê tông công cộng. Bên hông này thì cái con đường này là con đường để hàng xóm đi vô ở phía mấy cái mảnh vườn ở phía trong á, cho nên nó là coi như là đất mình là được hai mặt tiền luôn. Nhưng mà cái mặt tiền này thì sẽ không có thể hiện ở trên sổ nha. Trên sổ thì chỉ có thể hiện cái đường ở phía trước thôi. Và chủ kêu giá là 900 triệu, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha. Ở đây thì đã thuộc về thị xã rồi. Cũng nằm ở sát bên trung tâm của thị xã luôn hết cả nhà. Mình đi trung bình chỉ từ 3 đến 5 phút thôi. Đất có thì em thấy cũng khá là cao ráo luôn. Và cũng có trụ ranh giới nè. Đó là kế bên là có giáp với nhà hàng xóm luôn. Trên đất có thì không có mồ mả gì hết. Xung quanh nó thì em thấy cũng không có luôn nha. Xung quanh là giáp với đất vườn của hàng xóm nha. Ở đây nếu mà cả nhà về mình muốn xây nhà thì cũng được nè. Còn nếu mà mình chưa xây nhà thì em nghĩ cả nhà mình có thể về đây rồi mình làm hàng rào. Rồi xung quanh ở trong thì mình có thể trồng thêm một vài loại cây ăn trái. Ở đây thì hiện tại là em thấy có chuối nè. Đó, đây là con đường đi xuống đất của hàng xóm ở phía sau nha. 30 là tới đây hả ta? 30 là tới ngay chỗ vị trí cái cây trụ này luôn nè cả nhà. Đây cả nhà xem. Còn ở đây là cái ao thoát nước nè. Đất của mình là từ ngay chỗ cái vị trí mặt tiền nè. Cả nhà đo ngược xuống tới ngay chỗ vị trí cây trụ này. Đó là 30m vuông dứt luôn. Mặt tiền là bề ngang 8m, chiều dài vô là 30m ha. Đất thì là đất cây lâu năm. Con đường ở phía trước có là mới mở rộng nha cả nhà. Lúc trước em quay là đường có tầm khoảng 1,5m thôi. Nhưng mà em vừa quay xong tầm khoảng 1 tháng hơn thì nhà nước bắt đầu đổ đường. Thì đường đó hiện tại là bây giờ khoảng 3,5m, 4m á. Đây, trụ điện của nhà nước mới cắm luôn nè cả nhà. Đó, mới cắm trụ điện luôn ha. Sát bên nhà hàng xóm nè. Nền nó thì cũng đã cao ráo rồi ha. Hiện tại là em thấy cỏ hơi tùm với lại chuối nhiều cho nên là mình không có thấy được cái mặt bằng nó đẹp ha. Đó, đất có thì cũng cao ráo nè. Ở đây thì điện nước wifi là có đầy đủ rồi. Xung quanh thì dân cư cũng đông nữa ha. Rồi để em mở định vị lên cho cả nhà cùng xem nha. Trước tiên thì lô đất của mình sẽ được nằm ở hướng đông nha cả nhà. Đây lô đất là sẽ nằm ở hướng đông ha. Từ vị trí đất ở đây mà cả nhà đi tới chợ của thị xã Cai Lậy thì trung bình mình đi chỉ có khoảng 1,6 cây số thôi là cả nhà đã đi tới chợ của thị xã Cai Lậy rồi nè. 5 phút thôi ha. Còn từ ở đây mà mình đi tới ngay chỗ mà siêu thị cấp mắt của thị xã Cai Lậy thì trung bình mà cả nhà mình đi chỉ có tầm khoảng 2,1 cây số thôi nha. Này, siêu thị cấp mắt nè cả nhà. 2,1 cây số là 5 phút. Thì xung quanh siêu thị là sẽ có ủy ban nè, rồi có trường học nè, có nhà văn hóa nè, có văn phòng công chứng, có ngân hàng đầy đủ luôn. Mình đi chỉ có 5 phút thôi. Còn ở đây mà ra tới quốc lộ 1A cũng tầm khoảng 2 cây số thôi nha cả nhà. Để em xem thử luôn ha.
Đây, chỉ có 2 cây số thôi là mình đã ra tới đầu quốc lộ 1A rồi. Rẽ trái là mình sẽ đi về thành phố Mỹ Tho, rẽ phải là đi Cái Bè ha cả nhà. Còn từ ở đây á nha, mà mình đi, để em xem thử nha, từ đây mà mình đi về tới ngay chỗ mà đường dẫn lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, thì để em coi, từ đây đi xuống đó thì trung bình là chỉ có 12 cây số nữa thôi nha cả nhà. Ồ, 12 cây số xa. Khoan đợi. À, chỉ có 6,2 cây số thôi. Đây cả nhà mình cùng xem nè. 6,2 cây số. Đây là bên đây là Tiến Tránh nè, còn hướng này là mình đi thẳng về Mỹ Tho luôn. Còn mình rẽ trái bên đây là lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nè ha cả nhà, để về Sài Gòn nha. Còn từ ở đây á, mà mình đi về tới thành phố Mỹ Tho thì trung bình mà cả nhà mình đi á, chỉ có tầm khoảng 27 cây số thôi. 37 phút là mình đã về tới thành phố Mỹ Tho rồi ha. Còn nếu mà từ ở đây đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình cả nhà đi là tầm khoảng 75 cây số nha. 1 giờ 42 phút là mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Nếu mà cả nhà mình có quan tâm tới lô đất này thì mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trân Thái. Tụi em dẫn cả nhà đi xem đất, sau đó là mình sẽ gặp chủ thương lượng về giá cả luôn ha. Ngang 8 dài 30, 240m2, đất cây lâu năm, giá là 900 triệu. Đường phía trước đất đó là đường 4 chỗ, 7 chỗ, ô tô đi Vivo thoải mái luôn ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em nha. Đó, đường rất là đẹp luôn ha cả nhà. Trụ điện của nhà nước mới vừa cắm luôn. Con đường này là mới vừa làm luôn nè ha.